chỉ là những người nào mà đi thôi chứ mà không có được không lên đúng không? Không, nhưng mà cũng Nam quân cô Vũ nằm đâu? Quân cô Vũ nằm đâu? Thay mặt cho đội Chơn Thành xin chọn tình huống số 6. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Tình huống số 6 như sau. Có hai gia đình ở cạnh nhau xảy ra tranh chấp đất vườn. Một trong hai gia đình có đơn đề nghị chính quyền xã giải quyết. Xét tính chất của vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Đảng ủy giao cho khối dân vận giải quyết thông qua hòa giải. Theo đồng chí, phải làm thế nào để hòa giải đạt hiệu quả? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Đối với tình huống như thế này thì tôi sẽ xử lý với vai trò là một cán bộ dân vận, tôi sẽ xử lý như sau. Thứ nhất là ở tình huống này, Ủy ban xã đề nghị Đảng ủy giao cho khối dân vận để giải quyết vụ việc thông qua hòa giải cơ sở là không hợp lý, bởi vì theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 5 Nghị định số 15 ngày 27 tháng 2 năm 2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải cơ sở, quy định những tình huống phát sinh từ tranh chấp dân sự như những tình huống phát sinh từ quan hệ dân sự như là tranh chấp dân sự, quyền sở hữu, thừa kế, hợp đồng dân sự đều thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Vì vậy, tôi sẽ tham mưu đề nghị chủ tịch chỉ đạo cho tổ hòa giải ở ấp khu phố tổ chức hòa giải vụ việc tranh chấp theo đúng quy định của luật hòa giải cơ sở năm 2013. Bên cạnh đó, khối dân vận xã hướng dẫn cho tổ dân vận khu dân cư đến gặp gỡ trực tiếp hai gia đình để trao đổi với các bộ ấp khu phố và các hộ dân xung quanh, tìm hiểu xem xét sự việc, xác định đúng nguyên nhân xảy ra tranh chấp, tìm hiểu về hồ sơ nguồn gốc đất đang tranh chấp đều có cơ sở hòa giải. Bên cạnh đó, tranh thủ những người có uy tín để cùng tham gia khuyên giải, thuyết phục hai gia đình, phát huy vai trò của tổ hòa giải và đoàn thể hội quần chúng ở cơ sở. Sau đó, tổ hòa giải sẽ mời hai gia đình đến hoặc và phân tích cho hai gia đình biết nhận ra cái đúng cái sai, vận động tuyên truyền đề nghị hai gia đình là rút đơn và giải quyết vụ việc tranh chấp theo phương hướng là hòa giải. Sau khi hai bên đã đồng ý việc giải quyết tranh chấp bằng phương cách là hòa giải thì tôi sẽ làm tổ hòa giải sẽ làm biên bản hòa giải thành, báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã công nhận quyết định hòa giải thành. Xin mời phần trả lời bổ sung của đơn vị. Thay mặt cho Chơn Thành, chúng tôi xin bổ sung thêm cái phần liên hệ thực tế. Đối với địa phương của chúng tôi, khi có những trường hợp như thế này xảy ra thì ở đây Ủy ban Nhân dân sẽ ra một cái thông báo là đã nhận cái hồ sơ của người dân tới để đặt vấn đề với xã, và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân sẽ được văn phòng tham mưu hoặc cán bộ công chức có liên quan tham mưu để ra quyết định thành lập cái tổ hòa giải để hòa giải giải quyết vụ việc này. Và cái tổ hòa giải này thì đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế sẽ là tổ trưởng và trưởng ban của cái tổ hòa giải này, và công chức liên quan là thành viên, đồng thời mời Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng tham gia cái tổ hòa giải này, và có một cái quyết định là về việc thông báo thời gian giải quyết cái sự việc này trong khoảng thời gian nào và thông báo đến cho người dân được biết. Sau khi đó thì công chức liên quan sẽ có thư mời cũng như là có thông báo đến cái hộ dân để mời các hộ dân lên và tham gia cái việc hòa giải. Đồng thời ở đây thì chúng tôi được thêm một cái nữa, đó là cơ sở, đó là trưởng khu phố, ấp, thôn, bản, xóm và ban công tác Mặt trận, nghĩa là những người trực tiếp ở cơ sở cũng sẽ được mời tham gia cái tổ hòa giải để giải quyết cái việc tranh chấp này. Thứ hai nữa là về cái phía mà hai gia đình thì sau khi được các cái bước mà ở trên xã đã làm các cái bước đó mời lên hòa giải, thì ở đây chúng tôi hòa giải theo tinh thần là hòa giải để gắn kết tình làng nghĩa xóm giữa hai hộ gia đình. Người ta thường nói là bán bà con xa, mua láng gì gần. Do đó công tác hòa giải vận động nhân dân thì chúng tôi dựa trên tinh thần xây dựng đoàn kết và có thể mời thêm một số những hộ dân xung quanh để xác định cái việc tranh chấp này, để cho những người được trong hai cái trường hợp này chúng ta đã có một cái sự thỏa thuận để đi đến cái việc là hòa giải thành công. Phần trả lời thực tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Vâng, một tràng pháo tay để chúc mừng cho đơn vị Chơn Thành đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình xin kính mời đội Phú Riềng lên sân khấu để thực hiện phần thi xử lý tình huống và đội Bù Gia Mập chuẩn bị.